Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu nón turban với cái họa tiết móc là các cái đường lò xo ở đây và có trang trí thêm cái phần nơ ở phía trước như thế này. Thì dụng cụ mình gồm có len miêu cô tông, kim móc mình dùng kim móc 3.0, kéo cắt len và kim khâu len. Bây giờ mình sẽ dùng màu hồng móc cái phần thân nón. Đầu tiên các bạn tạo cho mình một vòng tròn. Sau đó móc và kéo len qua vòng tròn. Móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó móc vào vòng tròn 6 mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 và 6. Các bạn nắm cái sợi len ngắn này, các bạn kéo thật mạnh để cho vòng tròn nhỏ lại. Sau đó móc vào cái chân móc đầu tiên này cho mình, móc vào đây một mũi dời. Như vậy là mình đã được một vòng tròn nhỏ thứ nhất. Các bạn móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó móc vào cái chân móc đầu tiên 2 mũi móc đơn. Chân kế bên cũng móc cho mình 2 mũi móc đơn vào chân móc này. Bốn chân móc còn lại các bạn cũng móc cho mình mỗi chân móc là 2 mũi móc đơn, móc cho đến hết vòng. Sau đó móc vào cái chân móc đầu tiên này một mũi dời. Như vậy là chúng ta đã được một vòng tròn thứ hai. Các bạn móc lên cho mình thêm 2 mũi móc xích. Sau đó móc vào chân móc đầu tiên 2 mũi kép đơn. Tiếp tục chân bên cạnh cũng móc 2 mũi kép đơn. Chân kế bên cũng móc 2 mũi kép đơn. Làm tương tự các chân móc còn lại, mỗi chân móc các bạn móc cho mình 2 mũi kép đơn ở cùng một chân móc, móc cho đến hết vòng. Thì sau khi móc đến cuối vòng, các bạn móc vào cái chân móc đầu tiên này cho mình, móc vào đây cho mình một mũi dời. Tiếp tục các bạn móc lên 2 mũi móc xích. Sau đó móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn. Chân thứ hai móc cho mình 2 mũi kép đơn vào chân móc này. Như vậy là mình đã được một cụm chân móc gồm có một mũi kép đơn xen kẽ với 2 mũi kép đơn cùng chân. Các bạn tiếp tục móc vào chân bên cạnh cho mình một mũi kép đơn. Sau đó móc vào cái chân kế bên này 2 mũi kép đơn cùng chân. Như vậy là mình đã được thêm một cụm chân móc như thế này. Các bạn làm tương tự các cái cụm chân móc này, móc cho mình các cái mũi còn lại cho đến hết vòng. Móc vào cái chân móc này một mũi kép đơn. Và chân kế bên móc vào 2 mũi kép đơn cùng chân. Làm tương tự như vậy cho đến hết vòng. Thì sau khi móc đến cuối vòng, các bạn móc vào cái chân móc này cho mình một mũi dời.
Sau đó tiếp tục móc lên hai mũi móc xích. Ở hai chân móc đầu tiên móc cho mình mỗi chân móc là một mũi kép đơn. Tiếp tục móc vào chân bên cạnh hai mũi kép đơn cùng chân. Như vậy là mình đã được một cụm chân móc như thế này, gồm có hai mũi kép đơn xen kẽ với hai mũi kép đơn cùng chân. Tiếp tục móc cho mình hai chân kế bên mỗi chân móc là một mũi kép đơn. Sau đó móc vào chân bên cạnh hai mũi kép đơn cùng chân. Như vậy là mình đã được thêm một cụm chân móc như thế này. Các bạn móc tiếp cho mình các chân móc còn lại cho đến hết vòng. Cũng móc hai chân móc, mỗi chân móc là một mũi kép đơn, sau đó là một chân móc có hai mũi kép đơn cùng chân. Thì các bạn để ý cái cách thức tăng mũi ở đây. Ở cái hàng đầu tiên này, cái hàng đầu tiên này là cái mũi chụm ở đây, thì chúng ta sẽ tăng mũi ở cái chân mũi ở giữa. Cái hàng tiếp theo cũng tăng mũi ở cái chân mũi ở giữa đây. Hàng phía trên các bạn cũng tăng mũi tương tự cho mình. Thì ở các hàng móc tiếp theo các bạn cũng tăng mũi tương tự cho mình giống như các cái hàng phía trên. Ở cái hàng tiếp theo thì tăng cho mình 3 mũi kép đơn xen kẽ hai mũi kép đơn cùng chân. Các bạn cứ móc các hàng móc tương tự như vậy cho mình cho đến khi cái vòng tròn vừa với cái vòng đầu của bé thì các bạn ngưng. Ở đây móc cho mình hai mũi, mỗi mũi móc là một mũi kép đơn. Sau đó chân kế bên là hai mũi kép đơn cùng chân. Cũng tăng mũi ở cái chân nằm ở phía giữa này. Tương tự hai chân móc kế bên cũng móc mỗi chân móc là một mũi kép đơn. Sau đó cái chân nằm ở giữa của mũi chụm này. Đây là mũi chụm. Cái chân này nằm ở giữa. Các bạn móc vào đây cho mình hai mũi kép đơn cùng chân. Làm tương tự các cái cụm chân móc này cho đến hết vòng. Thì sau khi móc đến cuối vòng, các bạn móc vào chân móc này cho mình một mũi dời. Sau đó móc lên hai mũi móc xích. Ở cái hàng phía trên này các bạn móc một mũi xen kẽ. Hàng tiếp theo hai mũi xen kẽ. Thì tiếp tục cái hàng tiếp theo này các bạn móc cho mình 3 chân móc kế bên, mỗi chân móc là một mũi kép đơn. Chân kế bên móc hai mũi kép đơn, cũng móc vào cái chân nằm ở phía giữa này. Đây là cái chân nằm phía giữa này, móc cho mình hai mũi kép đơn cùng chân. Như vậy là mình đã được một cụm chân móc như thế này. Tương tự các cái hàng móc tiếp theo các bạn cũng móc cho mình tương tự như vậy. Móc cho đến cái số đo vừa ý. Thì ở hai cái vòng nhỏ này mình sẽ tính là một hàng. Thì ở đây mình đã móc được 6 hàng móc như thế này. Thì cái kích thước này đã vừa với vòng đầu của bé tầm 3 đến 6 tháng. Tiếp tục các bạn móc vào cái chân bên cạnh này một mũi dời. Sau đó móc lên hai mũi móc xích. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc cái phần tua ban bên dưới. Các bạn móc vào cái chân móc đầu tiên. Đây là cái chân móc đầu tiên. Ở đây nó có hai cái chân móc. Thì các bạn móc vào cái chân ở phía trong cho mình là cái chân móc này. Đây có hai chân móc, móc vào cái chân này cho mình. Móc vào đây cho mình một mũi kép đơn. Chân kế bên các bạn cũng móc cho mình một mũi kép đơn vào cái chân ở phía trong này. Móc vào đây một mũi kép đơn. Tương tự chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn vào cái chân phía trong này. Chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn vào chân phía trong. Chân kế bên một mũi kép đơn vào chân phía trong. Chân bên cạnh cũng một mũi kép đơn vào chân phía trong.
Các bạn làm tương tự như vậy cho mình, móc cho đến hết vòng cho mình, cũng móc vào cái chân móc ở phía trong này, móc vào đây một mũi kép đơn. Làm tương tự như vậy cho đến hết vòng. Thì sau khi móc đến hết vòng, lưu ý ở cái mũi cuối cùng này, các bạn dựa vào cái mũi phía trên này cho mình. Đây là cái mũi cuối cùng, thì các bạn móc vào cái chân phía trong của mũi cuối cùng này, móc vào đây một mũi kép đơn. Vì ở đây là cái chân mũi dời của hàng phía dưới nè, nhìn chúng ta cũng dễ, rất là dễ bị nhầm với các cái mũi móc ở phía bên này. Các bạn cứ dựa vào cái chân móc này cho mình để móc mũi cuối cùng. Sau đó móc vào cái chân bên cạnh này một mũi dời. Móc tiếp lên hai mũi móc xích. Thì ở hàng móc này chúng ta móc vào cái chân phía trong của hàng phía trên, cho nên tiếp tục cái hàng tiếp theo này chúng ta sẽ móc vào cái chân ở phía ngoài. Ở đây nó có hai chân móc nè, các bạn móc vào cái chân phía ngoài cho mình. Các bạn cũng đâm kim tương tự nhưng mà móc vào cái chân ở phía ngoài cho mình. Móc vào đây một mũi kép đơn. Đây là cái chân ở phía trong nè, phía ngoài nè, móc vào cái chân phía ngoài một mũi kép đơn. Tương tự chân kế bên các bạn cũng móc vào cái chân ở phía ngoài này. Móc vào đây một mũi kép đơn. Chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn vào cái chân ở phía ngoài. Tiếp tục chân bên cạnh cũng một mũi kép đơn vào chân phía ngoài. Các bạn làm tương tự như vậy cho đến hết vòng cho mình. Cũng móc mỗi chân móc làm một mũi kép đơn, móc vào cái chân phía ngoài này. Móc cho đến hết vòng. Các bạn cũng móc cho mình đến hết vòng, cũng nhìn vào cái mũi móc cuối cùng này để chúng ta móc cái mũi cuối cùng ở hàng trên, để chúng ta đỡ bị nhầm lẫn với cái mũi dời ở phía trên. Thì sau khi móc đến cuối hàng cũng móc vào cái chân móc này một mũi dời và móc lên hai mũi móc xích. Hàng tiếp theo chúng ta sẽ móc vào cái mũi móc ở phía trong này. Đây là mũi móc ở phía trong, móc vào đây cho mình một mũi kép đơn. Tiếp tục chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn vào chân phía trong. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn vào chân phía trong. Làm tương tự các chân móc còn lại, các bạn cũng móc vào cái chân móc ở phía trong cho mình. Mỗi chân móc các bạn móc cho mình một mũi kép đơn. Móc cho đến hết vòng. Thì ở các hàng móc tiếp theo các bạn cũng móc tương tự xen kẽ cho mình như vậy. Hàng móc phía trên móc cho mình vào chân móc ở phía trong, thì hàng tiếp theo ở bên dưới sẽ móc vào chân móc ở phía ngoài. Các bạn móc tương tự như vậy cho mình cho đến khi cái chiều cao của cái nón vừa để che hết cái phần tay của bé thì các bạn ngưng. Hàng móc này thì chúng ta móc vào cái chân móc ở phía trong. Móc mỗi chân móc là một mũi kép đơn, móc cho đến hết vòng. Thì ở đây cái chiều cao của nón mình móc là đã được vừa đến cái phần che tay của bé. Móc vào cái chân móc này một mũi dời. Sau đó móc lên một mũi móc xích, kéo vào các len. Các bạn chừa cho mình một đoạn len dài để chúng ta làm cái phần nơ ở phía trước. Phần thân nón chúng ta đã hoàn tất như thế này. Các bạn dùng kim khâu len để may cái phần nơ ở phía trước. Các bạn gập cái nón theo cái đường lò xo mà mình vừa tạo như thế này. Sau đó các bạn đâm kim vào cái chân móc này. Đâm qua đây. Là cái chân móc ở phía ngoài. Tiếp tục đâm vào cái hàng chân móc phía ngoài ở phía trên. Tương tự cũng băm vào cái chân phía trên này. Và cái cuối cùng ở đây. Các bạn đâm như thế này cho mình. Các bạn kéo căng sợi len ra. Thì bây giờ cái phần nơ ở phía trước chúng ta đã được cái dáng như thế này. Tiếp tục các bạn dùng kim đâm từ phía sau ra phía trước. Đâm vào cái chân móc đầu tiên ở trên đỉnh này. Đâm vào đây. Sau đó kéo len.
các bạn siết xe len lại thì chúng ta sẽ ra được cái form mũ như thế này. Các bạn cứ làm tương tự các cái vòng khâu như thế này, cũng đâm vào cái chân móc này cho mình. Đâm vào đây các cái vòng len để chúng ta tạo dáng cho cái phần nơ. Thì sau khi độ dày của cái sợi len các bạn cảm thấy ưng ý rồi thì các bạn giấu cái phần len thừa này vào phía trong. Các bạn tạo cái mối chốt ở phía trong này cho mình. Sau đó giấu cái phần len thừa vào trong cái mũi móc. Các bạn đâm kim qua các cái chân móc ở phía này. Sau đó chúng ta kéo len ra thì cái phần len sẽ được giấu đẹp hơn. Cắt cái phần len thừa đi. Thì như vậy là mình đã ra một cái form nón tuban như thế này. Ở cái phần thắt nơ này các bạn cũng có thể thay cái màu len khác nhau cho mình. Hoặc là các bạn có thể trang trí thêm cái phần nơ như thế này. Thì ở clip trước mình có hướng dẫn cái móc cái phần nơ này. Các bạn có thể nhấp link vào phần mô tả tham khảo nha. Thì bây giờ mình sẽ dùng kim khâu để khâu cái nơ này vào trong cái chiếc nón. Chúc các bạn thành công!